Mình xin kính chào quý cô chú chị à. Ví dụ gì kênh khăn cấp gì nữa? Hồi nãy em mới up cái clip anh khán giả mặc áo vàng á. Cái clip đó lên. Khán giả comment trong kênh của Bùi Hải Vlog là nói là cái anh áo vàng đó là fan của Bình Sáu Bào. Đâu? Ngồi bên góc gì hả? Chứ không anh là cái phải không? Ông này khán giả chứ phải là trong trong nha. Gì hả? Nói tôi rõ để mình cũng đầm trong trong mới chết luôn á. Đâu? Đây hả? Phải không trời? Trời ơi, dạ. Sao nhọc? Dạ. Mình đứng đây coi đây ha. Có khán giả comment trên video của Hải là nó tên phe của Sáu gì đó, biết phải không? Thì mình cứ đứng đây đi, ngồi đây. Này là hai cái hoa ruby của chị Hồng Loan gỡ anh Ngọc nè, quý anh chị rất là đẹp ha. Hình như ở trên đây em thấy có cái hoa giống hoa chuột á, hoa đuôi chuột đúng không? Hoa đuôi chuột đúng không? Ồ vậy là sáng là gì mình nói đúng rồi. À, giống hoa đuôi chuột thì cái này hoa đuôi chuột thật không quý anh chị. Để vô mình trang trí chung với hoa ruby á thì nó tạo thêm cái điểm nhấn á quý cô chú anh chị. Hoa babi là anh biết sao, đúng là babi nhưng mà ở đây là kêu ruby. Biết sao? Tại vì người dân mình kêu ruby á. Thế tại vì em hỏi mấy người ở nước ngoài á, khán giả người ta giải thích á, tại vì cái loại hoa này nó trắng trong, màu trắng nguyên tông của nó, chủ đạo của nó là màu trắng nguyên thủy của nó, mà cái loại hoa này nó rất là bé, li ti, cái bông của nó anh nguyên cái bông của nó luôn nè, thấy không? Nguyên cái bông của nó là nguyên cái bông của nó luôn quý anh chị, nhỏ xíu xíu à, cho nên là babi đó quý anh chị, cho nên là có cái tên là hoa babi, là tức là nhỏ quý anh chị. Bông này rất là bền nha. Nếu mà không bị thấm mưa nó sẽ giữ cả tháng đó, nếu mà không bị mưa nha. Tại vì cái loại này nó cần nắng quý cô chú anh chị. Người ta còn sấy khô mà. Cái loại này người ta sấy khô mà. Hồi đó lúc mà chú còn cái gạp đó quý cô chú anh chị, cái hoa babi này rất là nhiều luôn. À, chị Hùng Ngọc tặng rất là nhiều. Dâng lên cho chú. Biết là đây là con Duy Minh nghĩ rằng là ở đây Duy Minh nghĩ là có cái hơi phong thủy quý anh chị. Là năm cái đèn. Hoa sen màu hồng nè quý anh chị, cô chú là màu hồng với tím quý anh chị nè. Cho nên là rất là phong thủy, chú là cũng là thứ năm, cái ngày mắt của chú cũng là ngày năm, nhưng mà chấp năm cánh bông sen luôn. Mà con cái là khi mà đặt cái thềm mộ này nè, cái thang mộ này đầu tiên là quý anh chị là ngày năm luôn nha. Nếu mà con cô bác nào mà có xem trên kênh á thì sẽ nhớ lại cái hình tượng cái lúc mà dọn dẹp mà cái bàn ra đó quý anh chị, thì cô Sáu mới là dùng hai cái lon bia gứa xung quanh ở trên cái bê tông á quý cô chú chị, thì lúc đó chưa có cái này, thì đừng là chuẩn bị đừng gắp cái này vô á, gắp mậu vô đó nó, thì cô tứ một cái tự nhiên nó nổi lên, nó khiến sao nó nổi cái hình lên mà ai cũng cho rằng đó là cái hình của chú với là ẩm một người con nó quý cô chú chị, hiện lên rõ ràng luôn. Cái đó là không phải chối cãi rồi, tại vì lúc đó có khoảng là trên dưới hơn 50 youtuber quý cô chú anh chị đang ghi hình ở đây trực tiếp, cho nên là phát tán trong cái ngày đó là khoảng là không biết bao nhiêu triệu view quá quý cô chú anh chị. Mà đặc biệt là cô có cái sự hoảng sợ nha, hoảng hốt nha, và chưa đầy 5 phút, không tới 5 phút đâu là mất tiêu, còn chị Phượng á là Duy Minh để ý chưa được 1 phút là mất luôn. Còn chị Hồng Loan thì đứng đây, Duy Minh đứng kế bên, chị Hồng Loan đứng hướng này, Duy Minh đứng hướng này, nó cách một người thì Duy Minh quay mặt vô thì mình cảm thấy được là chị Hồng Loan đang xúc động và khóc quý anh chị, rất là khóc nức nở luôn. Đó, Duy Minh còn nhớ cái ấn tượng cái hồi lúc đó quý anh chị. Ở đây nhiều cái nó trùng hợp rất là tự nhiên quý cô chú anh chị, chứ không phải là anh em mình tự bịa đặt ha.
nó chú thứ năm nè. Ờ. Tứ bia lên là ai mà làm. Ừ, đúng rồi, nó tự nhiên nghe quý cái chú chị, nó nhiều cái mà bà con cô bác mà xem những cái video trước đó thì sẽ hiểu được. Nó quý anh chị nó có cái gì gọi là cái tâm linh đó quý của chú chị. Rất là linh. Nó mà khiến sao mà hai cái lon bia đó là lon bia của Duy Minh cúng. Hồi lúc trước là chị Như á, chị hai kêu là Duy Minh là mỗi sáng phải cúng hai cái lon bia đầu tiên cho chú Du Linh. Thì lúc đó thì nhờ Duy Minh là cúng Heineken. Nhưng mà ở đây thì không có bán Heineken quý chú chị. Cho nên là Duy Minh nói với chị là có Tiger, giờ chị mua Tiger được không chị? Thì chị cũng đồng ý, nói giờ không có thì mua Tiger đi cũng được. Đó thì bất ngờ quý chú chị, bất ngờ là cô Sáu dùng hai cái lon bia đó gãi, kiểu như gãi gứ mà khơ vậy đó quý anh chị. Nhưng mà mình cũng không biết tại sao mà lại gứ bia lên vậy luôn nữa, đột nhiên lại nổi hình lên. Đó là cái sự, phải nói là có cái sự gì đó quý anh chị, nói chung là hơi tâm linh đó. Đó thì ai cũng công nhận mà, các nghệ sĩ người ta coi người ta cũng nói mà. Dạ cô. À, thì gì mình về đó đâu cô? Dạ Vĩnh Long luôn hả? Dạ. Quận 5. Về quận 5 mình ghé đó, ghé nhà ai cô? Ở khách sạn hả? À. À, có quen ai trên đây không cô? Gì hả? Dạ. Luôn. Dạ. Dạ con chào mấy cô nha. Đó. Đây là hoa tẩm cẩm tú cầu nghe quý cô chú anh chị. Ngày trước cũng có rất là nhiều luôn. Hoa cẩm tú cầu thì bà con cô bác biết rồi. Đem ra đây dâng lên cho chú rất là nhiều luôn, mà sao nó cũng héo và nó bị khô, nó chết đi quý cô chú anh chị theo thời gian. Đó. Đó, ba vị khán giả đó thì đến đây nãy giờ lâu rồi, Duy Minh quay hai clip luôn cả tiếng hồ quý anh chị. Đó, thì có nhiều khán giả comment đó là bên cô Sáu quý cô chú anh chị, nhưng Duy Minh thì không có biết ha. Nó không biết sao, mình cũng không dám nói người ta. Nhưng mà khán giả comment thì mình chắc là khán giả đã xem được cái kênh, cũng như là một cái YouTube nào mà có đăng những cái khán giả này đi bên kia hay sao ha. Cho nên là người ta mới biết, ta vô ta xem. Đó. Cho nên là mấy anh em cũng đứng đây trực chiến đến khi nào mà mấy cô nó đi ra, mình thì không dám nói người ta. Nhưng mà khán giả bình luận thì mình cứ ngừa đi cho chắc ăn ha Ngọc. Đó. Như ở đây có anh áo vàng ở trước, có mộ anh Ngọc. Bên ngoài thì có thành được. Đó. Phải là có cái cờ men là nói là cái ông áo vàng đó là phe của bà Sáu đó ông nội. Gì hả? Có vàng cái nhỏ đó đó. Vàng. Nhưng mà mình canh chủ yếu là mình canh mình coi mộ chú. Nói chung mình không biết ta sao, nhưng mà mình coi mẫu chú đi rồi tính sao. Ừ. Đây thì mấy anh em trực chiến nè, đây là có anh Hồng cũng mới về nè. Hồng là lúc trước cũng chia sẻ đây mấy tháng luôn á, nhưng mà không có ai, ít người biết anh Hồng. Sau này cũng có khán giả ủng hộ, đẹp quá trời luôn. À, quý chị của Ngân Phúc á, chỗ anh quay á. Gì hả? Ờ. À. Gì hả? À. Chú là người gieo duyên rất là nhiều người luôn ha. Đó, gieo duyên dữ lắm á quý cô chú anh chị. Chị đây là sao với anh Hồng? Anh Hồng ơi. Chị sao với anh? Chị. Chế hả? Dạ, chế của anh Hồng ha. Dạ. Đó, mấy anh em thì canh buổi trưa nhưng mà cũng vẫn bên hộ chúng ha. Trời ơi, xe lạnh rồi ha. Giống như gần Tết á sao ta? Lập đông hả? Không biết có gần rồi, sắp rồi. Sắp tới rồi đó. Tháng 11 Tây rồi, gần Tết Tây rồi. Gần Tết Tây rồi. Thì tháng sau Noel rồi. Ừ.
Noel là đến Tết Tây rồi mới Tết mình nha quý cô chú anh chị. À, chỉ không còn có bao nhiêu ngày nữa đâu là tới sinh nhật của chú nữa rồi. Hôm nay là ngày 17 rồi, chỉ còn có 23 ngày nữa quý cô chú anh chị là tới sinh nhật của chú rồi. Đó, quý cô chú anh chị tới lúc đó là rất là đông luôn nghe quý cô chú anh chị. Đó, thì video đến đây thì Duy Minh cũng không biết nói gì hơn quý cô chú anh chị ơi. Mong bà con cô bác xem video thì cũng để lời comment coi có đúng là mà anh đó là bên phe của bên cô Sáu không ha quý cô chú anh chị. Thì Duy Minh là một người chia sẻ thông tin, thì mọi cái vấn đề thì Duy Minh bà con cô bác biết thì có thể để lời comment bình luận giùm Duy Minh ha. Bây giờ Duy Minh xin chào bà con, hẹn bà con ở một video tiếp theo ạ.